Rồi, mình ngồi vào ghế nha. Đây. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Rồi, chào anh. Xin chào em. Dạ. Rồi, bây giờ anh giới thiệu về thông tin cá nhân của mình nha. Tôi là Ngọc Tiến, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng hiện tại bây giờ tôi lập nghiệp ở Tây Ninh. Năm nay 51 tuổi, mua bán nông sản. Cụ thể nông sản là gì anh? Là tiêu điều. À, tiêu điều ở dưới Tây Ninh. Từ Nghệ An mà anh vào lập nghiệp ở trong này là lâu chưa? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Wow, dạ. Rồi còn em thì sao ạ? Dạ, em tên là Lan, em 37 tuổi. 37 em đang tuổi. Sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, Lan đang làm công việc gì Lan? Em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? Em sinh ra ở đây luôn, quê ông bà thì ở Quảng Ngãi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em là người sống hơi tình cảm chút, nấu ăn được, cũng có thể hát. Hát đoạn nghe chơi nè. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã hiến dâng cho tình yêu. Vì đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi. Hay quá trời ơi, đang còn cảm xúc dạt dào hả? Rồi, đó là điểm mạnh, thế còn điểm yếu của mình? Có những công việc mà ví dụ như em không tập trung á, là em sẽ dễ bị quên những cái chuyện vặt ở trong nhà. Em cũng hơi thẳng tính, đôi khi là em nói mình nghĩ là mình nói vô tư, nhưng mà thực ra người ta giận mình cũng không biết luôn. Chừng nào người ta nói với ai? Chịu chia sẻ mình mới biết, còn nhiều người ta đâu có chia sẻ, người ta ghim. Ta ghim mí ghim vô, cuối cùng người ta cũng mệt, cuối cùng cái mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Dạ. Đó, thôi mình đã biết đó là khuyết điểm của mình thì mình cũng từ từ mình chỉnh sửa, mình cải thiện. Vậy còn anh nè, khuyết điểm của anh là gì nè? Không có khuyết điểm gì hết. Wow. Anh tuyệt vời. Vậy ưu điểm? Còn không luôn, không luôn. Vậy là người anh là người bình bình. Gió thổi chiều nào anh theo chiều đó. Giờ thôi đụng thì anh mới theo, còn trật đi là anh đâu có... Vậy là anh cũng phải có là lập trường. Lập trường của anh số 1, vững vàng. Anh có gia trưởng không? Không, không gia trưởng. Thường... Chứ thường anh thấy người miền Trung, người miền ngoài là gia trưởng. Anh lấy vợ là thương vợ, dịu dàng. Trong... Dịu dàng đó. Trong dịu dàng. Cuộc sống, đồng viên vợ hết mức. Dạ. Yêu gia đình. Dạ. Vậy là cũng ưu điểm nữa. Hay làm việc nha, giặt quần áo. Trời, quá tuyệt vời. Lau nhà. Quá tức là còn nghĩa là không có phân chia. Dạ. Có khi làm nhiều hơn vợ. Tức là mình phải dành làm nhiều hơn. Dạ. Vợ nó nhẹ ra chút là mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy anh có tật xấu gì không nè? Rượu uống nè. Rượu uống. Cờ bạc không nè. Cờ bạc không luôn. Thuộc là ông hút nè. Không luôn. Nhưng mà ăn nhiều. Ăn nhiều mà đâu có mập đâu. Ngày ăn 4 lần. 4 lần. Ừ. 11 giờ đêm ăn này. Ôi trời. 6 giờ ăn này. Trưa ăn này, sáng ăn. 11 giờ đêm anh ăn là sao anh ngủ anh? Anh ăn giờ đó rồi, mấy giờ anh ngủ? Ăn giờ đó khoảng tầm 12 giờ ngủ. 12 giờ ngủ, sao sáng dậy ăn tiếp? Ăn cho nó khỏe. Dạ. Rồi, còn em thì sao nè? Tình trường mình như thế nào à? Em có ly hôn một lần. Có ly hôn một lần, mình có cháu nào chưa? Dạ chưa. Thanh xuân của em có người duy nhất. Thanh xuân có một người là quen mấy năm? Quen 5 năm rồi cưới với nhau được thêm 6 năm. Quen 5 năm rồi cưới với nhau 6 năm, 11 năm một người đàn ông duy nhất. Lý do sao chia tay? Thiệt quá nhỉ, thiệt. Dạ, thiệt thòi thiệt quá, cả tuổi thanh xuân biết có người một à. Anh đó anh biết em từ hồi em học phổ thông. Và không ai cho tiếp cận ai hết trơn. Nên có người vậy, do quan niệm sống nó hơi khác biệt là anh người Bắc. Khác biệt vừa quen nhau tới 5 năm không lẽ không tìm ra cái khác biệt, còn về lấy nhau thêm 6 năm nữa. Khác biệt thì ngay từ đầu đã phải thấy khác biệt rồi, còn lấy làm chi? Vâng, nhưng mà do lúc đó mình còn nhỏ chứ cũng không suy nghĩ nhiều. Còn về cái chuyện con cái? Con cái thì nó cũng là một phần. Do em không có hay là do ảnh không có? Mới đầu là do cả hai, sau đó là do em. Em bị tắc vòi trứng. Trước vậy thì sao từ lúc đó đến giờ ly dị giờ là bao nhiêu năm rồi? 8 năm chị. 8 năm nay em có đi điều trị không? Dạ. Lý do? Em không có quen ai chính thức hay là cũng... Ủa? Mình cứ điều trị cho cái cơ thể của mình, con người của mình nó khỏe mạnh. Em có muốn có con không? Có chị. Thì em phải tự điều trị cho bản thân em chứ đâu phải là khi nào mình có người rồi mình mới đi điều trị. Bác em, sĩ... Em nói vậy đúng không anh? Mình có bệnh thì mình cứ đi điều trị cho mình trước. Thực ra là em tính xác định là em ở vậy luôn. Sao mà bi quan vậy? Nhưng mà bây giờ đổi ý. Quyết định ở giờ nhưng bây giờ đổi ý. Em đến cái chương trình này là bạn em đăng ký.
Nhưng mà tại sao em lại có cái suy nghĩ là mình ở vậy luôn, trong khi khi đó em còn rất trẻ? Bây giờ em vẫn còn rất là trẻ, chị 40 mấy tuổi mà chị vẫn luôn khao khát được lập gia đình. Tại sao em lại sợ có... mình không đem tới hạnh phúc trọn vẹn cho người ta? Là vì sao? Là vì cái chuyện em không sanh được. Dạ. Vậy thì tại sao em không, em sợ cái đó thì tại sao em không đi điều trị cái đó? Bây giờ y học rất là hiện đại luôn. Khi nào mà em trị rồi, em làm hết cách mà em vẫn không có được á, thì coi như là thôi, mà thật sự không có con vẫn hạnh phúc mà em. Em không biết nữa chị. Nói chung là em thấy mình không có duyên trong cái chuyện tình yêu hay sao? Không, em bi quan quá. Chị nè, 5-7 mối tình gãy đổ mà chị vẫn luôn khao khát tình yêu. Bảy mối tình hả? 5-7 luôn, anh cộng lại là 12 cũng vô nữa không, anh. Không, vẫn còn ít. Trong khi đó là cô bé này chỉ mới có một mối tình duy nhất thôi. Em bị bi quan quá trong cuộc sống rồi. Bi quan. Hôm nay em biết chị Tường rồi thì chị hy vọng rằng cái năng lượng tích cực của chị sẽ truyền cho em. Mình không có nên bi quan như vậy. Trước tiên người phụ nữ mình sống là vì mình trước cái đã. Chị chưa nói đến chuyện tình yêu. Em phải tự tin vào bản thân mình. Có rất nhiều người đàn ông người ta đến với mình cũng không cần phải sinh con luôn. Hoặc có những người người ta cũng đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, người ta cũng không có nhu cầu cần con cái. Mà thậm chí bây giờ người ta có cần nhưng mà người ta yêu thương em không có sinh con được cũng không vấn đề gì hết. Chị thì chị nghĩ rằng nên có gia đình để mà mình có một cái gì niềm vui, có một cái gì đó nó hữu hỷ cho mình sau này, là một cái người bạn đồng hành thôi. Em rất là xinh, rất là đẹp, còn rất trẻ và tương lai còn rất dài. Đừng có nghĩ như vậy, nó u ám lắm. Dạ. Nha. Cảm ơn chị. Nhớ nha. Dạ. Còn anh ạ? Anh 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình thứ nhất 2 đứa con. Mối tình thứ nhất 2 đứa con là sống được bao nhiêu lâu ạ? 9 năm. 9 năm. Dạ, quen trước đó mấy năm ạ? Quen từ đó 1 năm. Là 10 năm. Chứ 2 cháu là bao nhiêu tuổi rồi anh? 2 cháu là bây giờ đứa đầu là 30. Wow. Có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà ở ngoài quê. Dạ. Đứa thứ hai cũng có gia đình rồi. Dạ. Tức là ngoài kia là nhà cửa là anh giao dụng nó 2 đứa. Dạ. Ở trong này cuộc sống riêng của anh. Sống trong này thì một mình anh. Dạ. Nhưng mà có nhà. Rồi cuộc sống nói chung bình an. Dạ. Nhưng mà mối tình đó có 2 cháu rồi mà lý do tại sao lại gãy đổ vậy anh? Tức là con người ta nó có cái phần, cái duyên. Ví dụ đến cái khúc đó là phải chia tay. Thì đó là ông trời ông sắp, chứ mình chẳng muốn. Em biết đến ngày đến tháng là hết tình nhưng mà chắc chắn phải có lý do. Không yêu. Ai không yêu ạ? Anh. Anh không yêu? Không yêu nhưng mà quan tâm, thương, động viên. Không yêu mà sao mà lại lấy nhau? Thì hồi xưa ở trong xóm, trong làng, nhiều khi ba mẹ nói bây giờ tao già rồi, con thôi lấy để cho ba mẹ yên lòng. Nhiều lúc cũng có cái sự tức là mình cũng nghĩ cái chưa hiểu. Có nghĩa là do ông bà sắp đặt ngày xưa, rồi là anh là người chấm dứt hay là cổ là người chấm dứt? Anh. Anh. Vì sau đó anh gặp một cái người khác mà anh yêu? Gặp người sau, tức là thương hại chứ anh không yêu. Nữa, cũng không yêu. Nhưng mà ở tốt, anh đối xử rất tốt. Chia tay cái vợ anh bao lâu thì anh mới gặp cái người thứ hai ạ? Chia tay được 4 năm. 4 năm. Mà đó, sao gọi là thương hại chị? Rồi mối sau tại sao thương hại? Cổ hỏi nè. Mối thương hại là bởi vì cô đó là từ ở miền Bắc. Cùng một cái hoàn cảnh rất chi là bi đát, bỏ nhà ra đi. Dạ. Cùng có 2 đứa con, chồng rượu che cờ bạc bé bét. Yeah. Tức là con người là không quan tâm gì đến vợ, bỏ bê. Yeah. Cái người phụ nữ ta chịu hết nỗi. Rồi anh đồng cảm với cái hoàn cảnh của cổ. Thầy cô cũng chịu khó, chịu khăn, đức tính cũng tốt. Mà anh cần đức tính, cái đức tính tốt là anh chịu. Yeah. Có được nhà nước công nhận không ạ? Mỗi thứ hai thì quá trình 9 năm là nhà nước công nhận rồi, có ly hôn. 9 năm luôn? Tức là việc. Rồi anh cũng chung thủy quá, một mối tình nào cũng 10 năm, 9 năm. Nhưng mà sau đó để anh kể cho, sau đó tức là về cái lĩnh vực tình cảm là cô không muốn tránh. Mà tự động cô thay đổi ha anh? Đang yên, đang lành mà cô tự thay đổi. Tự thay đổi. Chia tay tới nay là bao lâu rồi anh? 7 năm hả? Mối tình đầu 10 năm, sau đó chia tay được 4 năm, rồi mối tình thứ hai 9 năm. Chia tay bây giờ 7 năm. Nhưng mà anh sống với hai người vợ không hình anh điều gì hết. Vợ con người của anh đối xử rất tốt. Dạ. Cái mối sau là có con không anh? Không. Bây giờ anh có nhu cầu có thêm con nữa không? Em hỏi thật. Có cũng được, không có cũng được. Quan trọng nhất đó là sống với nhau có hạnh phúc, sự hạnh phúc. Rồi. Cộng với lại là thương yêu nhau hằng giờ, hằng ngày, hằng phút. Đó là hạnh phúc rồi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Không hút thuốc chị. Không nói tầm bậy tầm bạ. Như hay nói tục á. Rồi không nhậu nhiều. Anh có nhậu nhiều không anh ơi? Không. Anh nói anh không hết. Chỉ có ăn 11 giờ đêm thôi. Chỉ có ăn là nhiều. Rồi. Và lo gia đình, tức là con người yêu gia đình, yêu vợ. Nhưng mà nãy giờ anh... em nghe toàn là anh không yêu vợ không mà. Yêu vợ.
Yêu đâu, anh nói một người thì là anh không yêu một người thì tại anh thương hại. Nhưng mà vẫn yêu, tức là yêu có nghĩa rằng yêu bằng một cái tình cảm đối với nhau hàng ngày, tuy rằng không yêu bằng trái tim. Tại vì anh chưa gặp một cái đối tượng nào mà để anh phải rung động mà thao thức mà đêm về nhớ nhung là anh chưa có cái cảm xúc đó. Chưa có cảm xúc đó. Nhưng mà anh đã khi mà anh đồng cảm với một ai đó, anh đồng ý chấp nhận rồi, lấy rồi thì anh rất yêu thương gia đình của anh, vợ con chăm sóc, nên anh là một cái người đàn ông của gia đình. Hồi nãy chị có nói với em một cái vế, bây giờ nếu em tìm được một người yêu thương mình càng tốt, đúng không? Nếu không em cũng cần có một cái người, ví dụ vậy nè, đàn ông có thể là chu toàn, bảo bọc, chăm sóc, lo lắng cho mình. Chứ bây giờ cầu toàn khó lắm. Còn anh muốn tìm một người bạn gái ở cái thời điểm này như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Rồi. Em thiếu. Thiếu xíu, vấn đề 1-2 phân không thành vấn đề. Cân nặng từ 60kg trở lên. Em thiếu luôn. Thiếu luôn. Ủa gì, anh muốn từ 60kg trở lên hay trở xuống? Trở lên. Trở lên. Trời ơi, là anh thích người mập mập á hả? Ừ. Ngộ vậy? Bởi vì giờ nói ra thì đừng có cười anh. Ừ. Càng mập thì anh lại có một cái sự, tức là nó rung động với cái ý thích của mình. À, nói chung anh thích style mập mập, tròn trịa. Rồi, tao em nghe đưa cái hình của em cho chị coi. 58kg. Anh thấy đường không? Anh có cần đeo kính không? Sao không thấy? Đâu, theo như anh đoán cổ là cô nào trong đó? Đó, em đoán đúng. Một đúng hai sai thôi. Đứa nghĩ một đúng hai sai rồi chứ sao? Giờ nhưng rồi chứ biết sao giờ. Cô nào? Hình như cô này nè. Đâu? Cô áo dài phải không? Ừ, hình như đó. Rồi, giữ đi được không? Lát em gả cho. Đố em đoán anh này cao nhiêu, cân nặng nhiêu, quần áo tóc tai ảnh như thế nào? Chắc khoảng 1m7, nặng chắc khoảng 6-8kg. 76kg. Cao nhiêu? Cao 1m68. 1m68 vậy là cũng gần đúng rồi. Anh có bị hói không anh? Không, anh là trạng cao chứ không hói. Trạng cao chứ không hói. Cao da đen hay da trắng? Da trắng. Được chưa? Dạ. Mời hai bạn cùng nhìn về cửa trái tim. Trắng cao thông minh. Xin chào em. Dạ. Sao em vậy, là hói hay trắng cao? Hói. Trời, em cũng thẳng thắn ghê. Khi đó là em lại hói nhưng anh là trắng cao. Ừ, kệ ảnh với anh có quyền mà. Giống em siêu quốc thuận thôi, có gì đâu. Đẹp, bình thường. Cổ là cô này nè, cô áo bông vàng đúng không? Anh xin tặng em nha. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có chuẩn bị món quà tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Có thể lưu giữ những cái hình ảnh của gia đình, của bản thân. Nói là tụi biết của ăn bùm rồi, khỏi khui luôn. Rồi, bây giờ Cát Tường sẽ dành cho hai anh chị một ít thời gian. Xin mời hai anh chị nha, thưởng thức món ăn sashimi tổng hợp của nhà hàng Filmer. Nhớ nha anh, vừa tâm sự, vừa nói chuyện, vừa ăn nha. Cho em hỏi hiện tại giờ anh đang sống với ai? Anh sống một mình, đó là không phụ thuộc ai hết. Sau 7 năm anh kết thúc với cái chị thứ hai thì anh không có thương hại của chị nào nữa. Không, tức là chưa còn đối tượng. Anh thấy em thì sao? Em thì em đẹp. Có phải cái gu của anh không? Đẹp nhân hậu, đẹp hiền lành. Mời anh nha. Dạ. Một tháng anh đi xuống với thành phố Hồ Chí Minh này mấy lần? À, khoảng 2 lần. Xuống để giao tiếp công việc hay sao ạ? Đúng rồi. Ví dụ như mà anh quen em ở xa vậy đi thì anh sẽ gặp em như thế nào? Một tháng thì khoảng 2-3 lần gì đó, sắp xếp. Xuống gặp em để trò chuyện rồi này nọ thôi. Thì động viên. Dạ. Quan trọng cái động viên. Tại sao gọi là động viên? Động viên tức là có nghĩa rằng là quan tâm. Sao anh không dùng từ là tìm hiểu mà dùng từ là động viên? Thì động viên thì từ cái chỗ anh, động viên thì là tìm hiểu con gì nữa. Động viên thì anh tìm hiểu được cái đức tính này. Dạ. Rồi cái bản năng này, rồi cái ứng xử này. Em dùng đi em. Dạ. Cái này là rất tuyệt vời này. Xúc động. Sao lại xúc động anh? Xúc động tức là hôm nay ta được, tức là có nghĩa rằng rất quý. Quý gì anh? Quý tức là ngàn năm có một, hôm nay được thưởng thức. À. Cái này của từ chương trình. Dạ đúng rồi. Xúc động lắm. Dạ. Từ khi sinh ra mà lớn lên hôm nay anh rất xúc động. Được. Xúc động từ trái tim cho anh. Ừ, xúc động. Nó rung gì món ăn chứ không phải rung gì cô. Đó, này. Xúc động tức là có nghĩa là trước tiên là xúc động cái chương trình trước. Dạ. Chương trình tức là rất nhiệt tình. Dạ. Kể cả nhân viên này. Dạ. Kể cả Cát Tường. Dạ. Kể cả những người quay. Cái gì xúc động hết. Rồi. Mà tình yêu chưa biết có xúc thứ động hay không. Là coi như cái tình yêu thì bây giờ coi như phụ thuộc về trái tim của em và trái tim của anh. Dạ. Trái tim nó mở cửa thì ta nhận nút. Thí dụ như anh cưới thì anh có muốn em về Tây Ninh với anh không? Hay là có chứ, bởi vì anh có nhà riêng mà.
gọi như độc quyền hai vợ chồng chứ không có ai xúc phạm. Cái công việc của anh thì em có thể phụ được gì trong đó? Có thể anh tạo điều kiện được ở nhà. Ví dụ nhà là chỉ làm công việc gì? Chứ phụ nữ không có làm việc buồn lắm rồi, mất công rồi. Ví dụ là mở cái sập gạo hay là sập gì đó hay là bán cái gì cho nó quay quá nhỉ? Về việc nhà thì anh nhìn lỗi, chứ có thể anh làm nhiều hơn cô nè. Vì anh yêu gia đình, anh yêu cái gì sạch sẽ. Rồi. Xin lỗi, về là lau chùi với anh xin lỗi những cái gì sạch sẽ. Rồi. Anh làm nhiều hơn cả vợ. Vậy là anh là người kỹ tính à? Anh sạch sẽ chứ không kỳ tính. Tức là con nghĩa là quần áo vợ anh giặt được, anh không kỳ nè. Thật. Anh thích sạch thì anh làm, hiểu không? Chứ không phải là anh kỳ tính, anh kỳ mong là anh bắt mình làm, mà anh vẫn làm luôn. Đó, nó là như vậy. Mời hai bạn bóc một lá bài. Mời anh. Này, chơi cho vui anh, game show anh. Nhiều khi nó hên hên, trúng cái gì hay hay, đọc lên cân. Bạn sẽ làm gì nếu chồng vợ tương lai của mình chẳng may làm ăn thất bại, nợ một số tiền lớn? Rồi, anh đọc thử bên câu anh em nghe cả. Ừ. Đây, cái cặp tương đồng rõ rõ mắt đọc giùm anh. Thử cầu hôn người đối diện một cách lãng mạn, ngọt ngào nhất, dễ ẹt có gì đâu. Rồi, trước tiên mời em gái thực hiện yêu cầu của chương trình trước. Thật ra thì khi mà cái người đầu tiên của em á, lúc mà em mới cưới thì em cũng biết là ảnh khó khăn, nhưng mà em không nghĩ là ảnh có nợ. Rồi em đi làm được khoảng vài tháng thì ảnh kêu là anh cần em ở nhà phụ anh buôn bán. Thì em cũng ở nhà, và cái ngày đầu tiên mà em ra buôn bán là ảnh cho em nguyên cuốn sổ nợ. Em cũng giúp ảnh trả nợ được, rồi em cũng xoay sở, rồi vực dậy cái cửa hàng hơn. Thành ra đối với em, việc mà chồng vợ thất bại thì đã là vợ chồng rồi thì phải chia sẻ nhau. Chị khác em một chút. Nếu mình được người chồng sắp cưới của mình chia sẻ về cái việc nợ nần đó, tùy theo tình cảm của mình có thể cùng anh ấy gánh vác giống như em nói. Nhưng nếu mình bị đặt vào thế đã rồi, chị phải xem lại nha. Tại vì ngày xưa chị cũng đã từng bị vậy rồi. 7-7-3-21 ngày là bấm nút lên đường giùm chị một cái, tại chị không thích bị gạt. Em nói vậy anh có thấy đồng ý với cái quan điểm của em không? Ừ, đúng, cả tương nợ là đúng. Dạ. Chứ tự nhiên lúc chưa lấy không biết, lấy nhau về lòi ra đóng nợ, tự nhiên mình vô mình phụ mình trả nợ vô duyên. Phải nói trước. Đến anh, làm đi anh. Mời anh qua đây. Qua. Qua đây anh. Rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi, anh là từng trường hai mối tình rồi, phải có kinh nghiệm. Hai mối tình nhưng mà mất cỡ. Mất cỡ gì nữa? À, 51 tuổi rồi. Chưa biết yêu lần nào chị? Chưa biết yêu. Chưa biết yêu lần này anh ráng yêu coi. Coi như con nghĩa anh thương em, sẽ đưa em coi như vượt núi treo đèo. Đó. Về Tây Ninh, dù có khó khăn cỡ nào, dù có lội sông lội suối cũng coi như cũng bước qua hết, coi như không quan ngại, coi như trông gai mệt nhọc. Sông sâu biển mấy em vượt qua mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, mời anh về chỗ. Trời ơi, chán anh quá. Về chỗ. Hồi nãy giờ là thử nha. Giờ bầm nút chưa? Bây giờ thiệt nè. Giờ bầm nút. Mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Tình cảm của anh chị, cảm xúc của anh chị tự quyết định. Tự quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Trước tiên em muốn hỏi anh trước, tại sao anh không bấm? Bây giờ anh không biết nói gì hơn. Nhưng mà trước tiên thì anh xin em, tức là có nghĩa em tha lỗi cho anh. Anh đâu có làm gì có lỗi đâu. Không, tức là gọi là một cái câu rất chi là bằng cái... Dạ, dạ. Anh không có chê em điều gì hết. Em là người phụ nữ rất đẹp. Nhưng mà tự nhiên sao trái tim của anh chưa cho phép bấm. Dạ. Đó là anh nói. Tại anh đến với chương trình là khao khát thử một lần trái tim được rung động, đúng không ạ? À, đúng rồi. Dạ, em trân trọng cái quyết định của anh. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Thứ nhất là em cũng nghe ảnh chia sẻ, em cũng biết ảnh không mở lòng. Tại vì hai người phụ nữ ở với ảnh, người nào cũng gần 10 năm mà ảnh vẫn nói là ảnh không yêu. Thì không thể là một người mà chỉ có gặp 5 phút mà ảnh nói là ảnh có cảm tình được. Thật ra là khi mà làm mai mối cho những cặp đôi đã gãy đổ á, thì thật sự là Tường áp lực rất là nhiều. Đôi lúc nói chuyện vui để cho anh chị vui, để anh chị có thể chia sẻ cho nó thoải mái thôi. Tuy nhiên thưa mọi người ạ, quyền vẫn là ở họ. Bởi vì ở cái tuổi này á, để mà mở lòng ra hoặc để rung động nó rất khó. Rất là khó. Em cũng phải mở lòng mình ra. Mặc dù hôm nay ta ra về là ta không tìm được một cái nửa của mình, nhưng em vẫn phải tự tin. Tương lai phía trước vẫn có rất là nhiều người đàn ông tốt mà có thể em chưa có cơ hội gặp. Phân Toàn ra theo tiếp vị ạ. Hiện tại đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Hương Toan. Ở Huế luôn? Dạ vâng. Công việc mình cụ thể là gì vậy vậy bạn? Dạ, văn hóa thông tin và chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ. Văn hóa thông tin.
làm coi như làm cán bộ nhà nước đó đúng không? Dạ vâng. Ừ. Rồi mình chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình. Và trong trường hợp là chương trình quay hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình vẫn bay vào đi tham gia được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, ok, vậy mình chia sẻ đi ha, điểm mạnh, điểm yếu của mình, đường tình duyên của mình ạ. Dạ vâng, điểm mạnh của em thì từ tính năng động ạ. Hiện tại đang đang giảng dạy hai lớp karate của đứng trường lớp của hai võ đường của Huế. Chắc là điểm mạnh là bên chỗ điểm mạnh của em là võ thuật ạ. Điểm yếu là theo đuổi thường thường là mình có tính công địch ạ. Ừ, rồi bạn mình chủ động chia sẻ đi Tâm, còn gì nữa không ạ? Dạ vâng, về điểm mạnh điểm yếu thì chỉ có vậy thôi ạ. Rồi xong rồi mình nói về đường tình duyên của mình được bao nhiêu mối tình hoặc mình đã kết hôn hay chưa? Dạ vâng, hiện tại em vẫn chưa kết hôn ạ. Và đường tình duyên của em thì có một mối tình thời đại học ạ. Rồi lý do làm sao chia tay bạn? Dạ, lý do chia tay là bằng đó về hai đứa không hợp tính nhau ạ. Không hợp cụ thể sao ạ? Dạ vâng, thì nói chung người ta yêu một lúc hai người nên mình rụt lui ạ. Là sao ạ? Mình nói rõ hơn một chút đi ạ. Dạ vâng, thì có hai người cũng theo đuổi nhưng mà mình được chấp nhận trước nhưng mà sau người ta lại thay đổi á. Ừ. Vâng. Nhưng mà anh có biết lý do tại sao người ta lại thay đổi không? Thì, em đầu đại học giáo dục thì chắc con cái người bạn trai kia thì đầu đại học công nghệ thông tin ạ. Do công việc nếu như mà về tương lai thì người bạn trai đó ổn định hơn ạ. Ừ. Rồi, hiện tại anh đang ở Huế thì anh đang ở với ai? Giờ em đang sống với mẹ. Thì là chỉ có hai mẹ con thôi ha. Dạ vâng, gia đình chỉ có hai mẹ con, có ba anh chị em nhưng mà điều mỗi người điều đòi là có gia đình riêng của mình được. Rồi, ủa nhưng mà anh đã độc thân được bao lâu rồi? Giờ thì năm nay 34 tuổi rồi chị. Là mình, ý là mình không có tìm hiểu ở nơi làm việc của mình không tìm hiểu ai hết hay là sao anh? Dạ vâng, hiện tại cơ quan của em điều đòi lập gia đình hết rồi, chỉ còn một mình em thôi. Hết rồi, bây giờ ví dụ như bây giờ anh đến với chương trình đây, anh mong muốn bạn gái của anh là như thế nào về ngoại hình đó? Dạ vâng, chỉ là ngoại hình thì chỉ bình thường là được rồi ạ. Cho em xin cái chiều cao, anh cao nhiêu? Dạ em cao 1m67 ạ. Cao 1m67, vậy giờ bạn nữ cao 1m55 được đúng không anh? Dạ được rồi ạ. Rồi, về nghề nghiệp thì anh muốn bạn nữ như thế nào? Dạ vâng, hiện tại em đã có cơ sở là một quán cà phê và một quán ăn rồi, nên nếu như mà được thì bạn ấy có thể về làm cùng ạ. Còn nếu không thì bạn có thể thích công việc nào cũng được, tùy vào lựa chọn ạ. Ví dụ như bạn nữ ấy, có hiện tại với cái nghề nghiệp bạn nữ ấy là tốt nghiệp cũng được đúng không? Dạ được ạ. À, ngon vậy trời. Rồi, bạn ấy bây giờ hiện tại là ở đâu, quê quán ở đâu gì được ạ? Dạ ở đâu cũng được, miền sáu là nếu về sáu thì có thể ở Huế là được, nếu là chồng thì có thể ở Huế là được. Miền nào cũng được đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, anh còn mong muốn gì bạn nữ nữa không ta? Về tuổi tác đi, anh mong muốn bạn nữ là cỡ tuổi bao nhiêu? Dạ từ cỡ 28 tới 33 tuổi. 28 tới 33 tuổi rồi, ok. Rồi, anh còn mong muốn bằng nữ như thế nào nữa không nào? Ví dụ như mình không thích. Dạ không ạ. Mình không thích bằng nữ như thế nào? Dạ, ý là đừng có dữ dằn quá, đừng hướng dữ quá. Không dữ dằn, rồi. Còn gì nữa không? Dạ, còn một cái đó. Rồi, dễ tính vậy hả? Rồi, ok. Thì đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình á, thì sẽ có một bài biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ, rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi hiện và sinh sống ở Bình Dương, mình làm việc ở Bình Dương. Anh là anh, nghề của anh là gì?
Dạ. Nghề nghiệp của anh là gì? Là nhân viên bảo trì chị. Nhân viên bảo trì gì hả? Rồi, ok. Là đang anh đang sinh sống ở Bình Dương đúng không? dạ. Rồi bây giờ anh giới thiệu sơ giúp em về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, đúng là của em là nói chung là hòa đồng với hòa đồng với tiếp xúc với mọi người, còn điểm yếu là hơi nhút nhát với ít nói. Rồi mình có thể ca hát gì được không anh? Ca hát ấy, thì tình ra là hát không có được, nhưng mà ví dụ anh em mà hát karaoke thì hát cho vui thì được thôi, chứ thì tình là hát không Bây giờ được. anh hát vui vui thử giùm em thử một đoạn xem. Đâu, nói chung là không có thật bài hát, chỉ là một đoạn gì đó thôi chứ. Ừ, hát một đoạn thôi. Ví dụ hát một đoạn nha, Hỏa Vọng Ngoại Thành nha. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rừng dừa cao lên trốn bờ lan. Thôi đặng thôi chị ơi. Rồi ok. Rồi bây giờ anh nói giùm em về cái tình trường của mình đi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mình đã kết hôn chưa? Dạ chưa chị, đang độc thân chị ơi. Chưa kết hôn. Dạ chưa có học là tăng luôn. Nhưng mà ý là từ đó giờ anh có quen ai không? Dạ nói chung cái hồi học phổ thông á, thì có một số mấy bạn ấy, nhưng mà tới trường rồi đi học rồi á, học nghề ngành nghề á, thì không không có ai, còn đi làm á, thì cũng có luôn cái hồi đó là chủ yếu là lao làm thôi cho nên chưa có ai. Còn mới có một mối tình đó là người ta quen đó, người ta có gia đình cho nên thôi mấy tháng. Là quen một người đã có gia đình nữa hả? Ừ, thì không biết thì mình quen đó, bắt đầu xong cái mình tiếp xúc mình hỏi thăm thì người ta có gia đình thì mình thôi, thì cái đâu cũng giống như mình nói chuyện qua bạn bè vậy, hỏi thăm cho nó gặp tình cờ vậy đó. Rồi, rồi, ok. Biết ra thì chia tay đúng không? Rồi. Bây giờ anh mong muốn bạn nữ á, mong muốn mẫu bạn gái của anh là như thế nào về ngoại hình đi. Dạ hình như thì bé sáu cho lên dễ thương, người trắng trẻo chút là tốt, Anh cao mét nhiêu? sao được mét 65. Rồi. Rồi, ví dụ như bạn nữ ấy ở đâu là được nè, quê quán nè. Quê quán nói chung là ở cùng quê thì còn tốt, miền Trung hay miền Bắc miền Nam gì cũng được. Nói chung là quan trọng là do mình tự hiểu, thứ hai nữa là ví dụ như là mình chia sẻ như thế nào cho nó hợp thôi, chứ thực tình ra là bố mà ví dụ như quê quán là không nhất thiết lắm, bây giờ lứa tuổi nào là hết cơ hội lựa chọn rồi. Rồi. Vậy thì tuổi tác đi anh cho em cái tuổi tác nhất định là gì? Thì tuổi thì bây giờ cỡ là 35 tuổi trở xuống, giữa trên 35 thì xả sinh con được, khó sinh. Khó sinh hả? Trời ơi, má em 40 tuổi đẻ đứa em được. Cái 40 đó tuổi với bà bị bệnh tim nữa và đẻ đứa em ra được. dạ Sao lại khó? dạ thì mình sợ vậy thôi, chứ bây giờ nói chung là hồi kia quá em cũng 40 tuổi phải quê làm năm đó thì mới sinh tốt, chứ bây giờ đi đa số mình bây giờ đi làm công ty sống môi trường đó, nó độc hại môi trường cho nên nó nhiều thứ lắm, cho nên gọi là nó hơi khó sinh thôi, thì sợ vậy thôi. Chứ thực tình ra là nếu mà ở quê như ở quê mình á, nông thôn á, thì chuyện sinh đẻ rồi như hồi kia là rất là bình thường. Hồi má mới sinh với em tới 40 tuổi mới sinh là sao, 19 40 đó đêm út. Ok. Anh còn mong muốn ví dụ như là bây giờ anh sinh năm 982 đúng không? Đúng rồi. Rồi chắc là hôn nhân thì chắc là anh lựa chọn cô ấy đã từng đổ vỡ hôn nhân hay là như thế nào không? Được chưa, chưa có đổ vào hôn nhân. Hôn nhân là không đổ vỡ ha. Rồi. Anh còn mong muốn gì ở bạn nữ nữa không? Dạ nói chung là nữ, nữ đó thì mới chiếc tính chia sẻ hòa đồng với ha, đó là làm sao về kiểu giờ kinh động lại á,
cải tiến cho nó tốt xíu. Thứ hai nữa là nếu có gì mình có gì nữa thì mình chia sẻ với nhau, ví dụ như cùng nhau để hướng tới gì tương lai, chứ không có phải ví dụ như mình em thì em ít nói, nhưng mà ví dụ như lúc đầu người phụ nữ là gọi là giống như là lo đào tạo trong gia đình, công việc trong gia đình đó, nên mọi tiền bạc cho giờ phụ nữ thứ biết chi tiêu gì đó cho nó. Rồi, ok. Rồi, đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Thì nếu anh được lựa chọn vào chương trình, sẽ có một người làm việc với anh sâu hơn ha. 1995 Rồi. Rồi. Bác sĩ quê ở Gia Lai. Bác sĩ về cái gì? Bác sĩ răng hàm mặt. Bác sĩ răng hàm mặt. Rồi. Hiện tại Phú là ở đó với ai em? Mình đang quê quán thì ở Gia Lai, nhưng mà đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, ở nhà trọ. Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Giờ là hiện tại đang ở một mình đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, bây giờ em giới thiệu giúp chị điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm yếu ha. Điểm mạnh là gì ta? Biết việc nhà, giỏi việc nhà, nấu ăn, thể thao. Đúng Nấu. rồi. Rồi gì nữa nè? Công việc thì thuận lợi, cái chung có ý chí cầu tiến đó. Tại vì kiểu như ý là em là bác sĩ đang hàm mặt ha, thì cho chị hỏi sơ cái là Gì chị? hả? Em nghe không rõ, sao bị rớt màn hả? Ý Chị là cái hỏi thu gì? nhập hiện tại của mình là bây giờ là bao nhiêu? À, 50 triệu một tháng. Wow, ngon lành. Rồi bây giờ điểm yếu của mình là gì nè? Nếu mình là lâu lâu hơi nóng tính đó. Nóng tính hả? Bình thường mình nóng nhất là mình làm cái gì? Nóng nhất là hai mình cũng bình thường, lúc làm việc thì nóng tính thôi, chứ còn bình thường ở ngoài thì cũng cũng không có nóng lắm. Ừ, rồi bây giờ về cái tình trường đi, thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua ba mối tình này. Ừ. mối Ba. tình gần mối tình gần gần nhất là chị T cách đây gần 2 năm này. Mới lần thứ ba hả? Đúng rồi, là quen quen hơn 3 năm đó, mà chia tay cách đây gần 2 năm rồi. Chia tay cách đây 2 năm là lý do tại sao chia tay? Mỗi người công tác một nơi rồi nó tự nhiên lạnh nhạt dần á, thì quen lâu quá bạn. Quen 3 năm mà lâu gì? 3 năm lâu chứ Trời chưa đủ ơi. lâu hả? 3 năm Không. quen không lâu hả? Rồi, ý là những cái mối tình trước Thời học sinh. là học sinh ha. Rồi ok thôi qua Ừ. cũng được, nhưng mà ý là quen em kể sơ về cái cuộc tình mối tình thứ ba của em đi, là yêu cô ấy như thế nào, quen nhau ra sao, gặp từ sau Yêu cô ấy. thì hai hai đứa chung trường, chung nghề, đồng nghiệp luôn á. Ở trong trường chuyên nghề. Chung đồng Rồi. nghiệp Rồi. thì đồng nghiệp và tình yêu bác sĩ đó, nó có những cái mâu thuẫn về công việc nữa, cho nên lâu ngày đó nó không cùng tiếng nói đó. Ủa em ơi, nhưng mà bây giờ nè, em là bác sĩ thì ở ngoài em có khó khăn để tìm người yêu không mà em phải vào chương trình? Thì em cũng không phải khó khăn ở ngoài, nhưng mà em thấy là chương trình, em xem chương trình á, em thấy có một số bạn em thấy nó cái độ tin tưởng nó cao hơn á. Rồi. Là chắc ăn là tham gia đúng không? Chứ còn về chỉ vô chơi vui rồi sau đó suy nghĩ lại thì phải suy nghĩ trước nè. Em hiểu ý chị nói không? Tại nhiều khi chị nghĩ là điều kiện của em là nó không khó khăn để tìm ở bên ngoài. Đó. Ừ. Nhưng mà em hỏi là giả sử casting thì còn bao lâu nữa ta, đến chuẩn bị tinh thần á. Thường thì khoảng nếu như mà cái lịch quay 1 tháng nó có 2 lần lận em, cho nên ví dụ có thể đầu tháng, cuối tháng, bây giờ có thể là cuối tháng. Là em Đó sẽ thì em có sắp xếp được dạ dễ không? Ừ. thì được Là thôi, nhưng cũng mà hẳn giới là là em được em hả? sẽ lên tivi luôn hả? Đúng rồi, Ừ lên đúng TV rồi. luôn Đúng chứ, là 1 tháng sau là lên luôn à? rồi. Đúng rồi. Ủa là đó thì đó chị nên chị mới suy nghĩ lại đó.
Ừ. Sao, được không? Thì em sợ mình lên nổi tiếng quá. Đúng rồi, đó nên chị mới hỏi lại em đó. Yeah. Ừ. Em có Lên được nổi suy tiếng nghĩ hả? Lên thì nổi tiếng chứ có gì đâu. à, Ủa không em muốn mẹ kiếm vợ mà đúng không? Nếu thật tình em muốn kiếm vợ thì thì chị thấy muốn cái việc mà nổi tiếng tốt cho em chứ chả có gì hết. em muốn cưới vợ rồi em không khởi nghiệp mà em mở mở riêng em làm mà. Ừ, đúng rồi. Vậy là sáng suốt em ơi. Rồi vậy tham gia nha. Bác sĩ là mình nói mình hứa hứa nha. Chị sợ mấy bạn suy nghĩ lại lắm cho nên nó cũng sẽ mất cái thời gian của cả em và của cả bên chị, biết không? Đó, cho nên chị cũng trả lời để em biết. Chứ rồi bác sĩ mà làm gì mà ế đâu. Không ế chứ môi trường mình không phải là ế nhưng Trời mà ơi, bác sĩ đẹp trai quá trời luôn nè, răng hàm mặt nữa. mình làm việc mình tập trung làm quá dạo này mình lớn mình khô khan đi Lớn khô khan rồi, mới giờ này mà khô khan rồi. à do do Mất mình cái năm khi hơi khô khan, trời ơi. hơi hơi tập trung công việc khô không thấy mày khô Thấy cái mặt khô à, cũng khá ừ khô. Rồi bây giờ Phú mong muốn bạn nữ, bạn gái của mình đó thì ngoại hình như thế nào? thì cũng tương đối chứ không cần quá xuất sắc đâu Nhưng mà ý là cao 1 mét bao nhiêu? trên mét sáu rồi Phú cao 1 mét nhiêu? em mới 65 cho nên em cần một bạn có cái chân xíu á À, cao 1m60. 65 Rồi. Vậy thì bây giờ bạn ấy hiện tại ở đâu được nè? Quê quán nè. quán thì ở đâu cũng được chị Miền nào cũng được đúng không? miền nào cũng được Rồi, gì nói gì nhìn nhựa ghê vậy? để em suy nghĩ âm có những miền đó nó không được nhưng mà Không, em cũng cứ nói được đi. Em không thích Ồ. miền Tây đúng không? miền Tây thì em thích con gái miền Tây mà bản lĩnh đó chứ không phải là không thích Đó, cái chị trung hình được không? Cái chị đang nói chuyện máu hồng hồng cầm micro được không? không Hồng hồng em có biết cái bản lĩnh đâu em con gái miền Tây người miền Tây em thích nhưng mà con gái thì em thích một người bạn bản lĩnh hơn cô gái mặc áo đỏ đó trong hình đó em. giờ lùm Bớt lum em có biết đâu comment. Ừ, được rồi, từ từ em sẽ biết. hình không Rồi. mà em biết đâu Hình ảnh mang tính minh họa thôi, hình người khác đó, chứ không phải ekip đâu. đúng rồi hình ảnh em mình thì ý là miền Tây thì cô gái đó thì bạn lên Không, á nhưng nãy ý của em là em có không thích miền nào không? Ý em thì em cứ chia sẻ thôi. Ừ. thì em thứ tự ưu tiên sẽ là miền Tây Nguyên đó Ừ, Tây ok. Nguyên. Đắk Lắk Lâm Đồng rồi mấy cái tỉnh Tây Nguyên á Rồi bây giờ tuổi tác hay như thế nào nè, em thích cái tuổi như thế nào cho chị con số nhất định luôn. tuổi tác thì theo như em xem thì hợp tuổi á, mà tao khỏi đấy bây giờ cứ nhỏ em là được hoặc là 99 2K3 Từ 99 tới 2K3 tới 99 đúng không? dạ Rồi. Hai cái bà già trong hình là bỏ rồi đó chị Trúc. Rồi, tiếp nào rồi. Nghề nghiệp thì như thế nào? như vậy đừng chung nghề em Anh chuyên nghề miễn có công ăn việc làm ổn định đúng không? ngoài việc làm ổn định Rồi. rồi gái có tha thu cũng được không sao Rồi, em không thích con gái như thế nào? em cũng không có cụ thể là mình không thích cô ấy như thế nào mà em nhìn thì cứ biết sống bình thường như vậy cứ giao tiếp bình thường là được rồi không cần gì quá ghê gớm đâu Ok. Rồi đây là một buổi casting mẫu hẹn hò thôi. Thì nếu mà bên ban biên tập mà kiếm được người gái phù hợp với em thì sẽ gọi lại cho em liền ha. À, rồi có thể hứa hẹn trong tháng này cho em lên hình gấp á. Là thí dụ như mình em hỏi xíu nữa là mình ghi hình là tháng này rồi là mình lên luôn hay là mình có lưu lại đó mình từ từ mình cho lên không chị Có ghi hình lên luôn. lên lên Có về được một phù, có người phù hợp là cho lên luôn. rồi ok rồi ok chị coi Ủa em link hát cái em hát hò được không? em hát dở mà em say vô mới hát được bình thường mà không có bi liệu em hát không có được đâu À vậy hả? à Rồi là phải ok. say rồi mới biết hát được Ok, rồi cảm ơn em ha. nhưng mà chị không nhưng mà là em thích người gái mặn mà hơi mặn mà xíu quá Mặn mà là mặn như thế nào? thôi thì mặn mà em không biết vậy để thôi mình nhìn cho nó ướt Là ướt kiểu ti đúng không? dạ
kiểu sexy đúng không? Cũng được, em nói chung sống mở mà. Rồi ok. Dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Dạ, em bay cho mấy chị. Yeah.